chào tất cả mọi người. Mình ở bên công ty Đại Kinh Nam. Nay mình sẽ giới thiệu với dòng sản phẩm đó là hộp số NMRV. Cho các bạn xem. Và cái hộp số này có size 30, 40, 50, 63, 75, 90 và 130. Tỷ số truyền của nó từ 1/7.5 cho đến 100. Nếu tỷ số truyền cao hơn thì bạn sẽ liên hệ với website daikinhnam.com để biết thêm chi tiết và cái thông số kỹ thuật của cái hộp số này. Đây là size 40, 1/60 ạ. Đây là size và đây là tỷ số truyền 1/60. Đây là size 30 và tỷ số truyền 1/60. Size 50, tỷ số truyền 1/20. Đây là C63, 1/20. Đây là cái linh kiện phụ kiện của hộp giảm tốc này. Mọi người có nhu cầu đặt hàng thì vào website của Đại Kinh Nam.com. Xin chào tất cả mọi người.